Hey girl, wanna be my last. Phiên bản độc nhất là em không ai khác. Em không cần màng, em là quặng vàng. Chờ được khai thác, mong được ai hốt. Anh là trai tốt, nằm với bãi gang. Cốt cách này xa xỉ. Ví em như là hoa, nhưng mà đó là hoa Mỹ. Mặc áo trẻ vai, nhưng không dễ nhai. Em cứ tiếng tốt, em là hoàng hậu sai. Khiến mọi gái đàn ông làm thí chốt. Với những cô bạn, em là trí cốt. Fashion show, em là mốt. 20 tuổi nhưng vị trí em là boss. Yeah, em luôn go up vote. Xem phải post, em là kid làm main. 200 người follow Instagram. Nhưng con người của em sẽ khác khi em khoác Burberry, Gucci bag như cái Mac. Pick up line trên cái cap, không quên hashtag. You ever think about me? Think about me. 4190 and number digit. You ever think about me? Think about me. Give me one sip, you got that down. You ever think about me? Think about me. 4190 and number day shit. You ever think about me? Think about me. Give me one sip, you got the damn liquor. God version nhưng em ngại trao. Anh miệng lưỡi không khéo khi em ngoại giao. Nếu như em là quả ngục, anh là tử tù. Bị đôi môi em khóa chặt hơn cả đại lao. Căn biệt thự để em mua, hơi vội vàng dành riêng cho hội bạn. Nhưng mà mỗi tối hoàng hậu cần thêm vua. Để mà hai tầng số hòa chung và nội mạng. Khắc xuất khắc xuất. Gọi em là cây trúc vì em đốt như là lửa. Làm anh nóng như lúc sốt. Chắc xuất chắc xuất. Em như cầu thủ chính được chi viện. Em ghi điểm, em đi tiễn đội bạn và vút chót. Suốt bất kể một ai thấy nụ cười của em khi đi qua. Smart. Đều phải ngỡ em như là nàng Mona Lisa. Mona Lisa. Rap line trong cái chessboard thì phải quét cái số như ở trong cái QR code. Right. You ever think about me? Think about me. 4190 and number digit. You ever think about me? Think about me. Give me one sip, you got that down. You ever think about me? Think about me. 4190 and number digit. You ever think about me? Think about me. Give me one sip, you got the damn liquor. Set right bên the cow. You ever think about me? Nếu như ai cần tên lao. Chỉ số ISO là phải cao. Nếu như muốn được em chú ý và Manson story. Cô là chuỗi hạt, ngậm là muỗng vàng. Em là Elsa, người khi sinh ra làm cho đóng băng mọi gã. Không có gì là vội vã. Em bị kiếp suy nghe từ kia tên Nick Star.